Xin chào bạn Như vậy thì cuối cùng những chiếc điện thoại cao cấp nhất của năm 2020 Từ thế giới Android cho tới là thế giới iOS Thì cũng đã ra mắt và trình làng đầy đủ cho anh em hết rồi Mình cũng đã có cơ hội sử dụng rất là nhiều những dòng flagship trong năm 2020 Đặc biệt là trong thế giới Android và với cá nhân mình sau khi mà mình đã trải nghiệm qua rất là nhiều hãng từ OnePlus, từ Samsung, từ Huawei, từ Sony hay là từ Oppo thì ở góc độ cá nhân của mình, ở góc độ cá nhân của mình thôi nha, thì chiếc Oppo Find 2 Pro vẫn là chiếc điện thoại đáng giá nhất trong 520 ở thế giới Android mình không tính thế giới iOS nha và với cá nhân mình Find Type Pro là chiếc điện thoại mang đến một cái trải nghiệm tổng thể tốt nhất trong thế giới Android của 520 Tại sao mình lại đánh giá chiếc Oppo Find Pro cao hơn so với là những hãng khác đến như vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn sau khoảng 8 tháng sử dụng chiếc Oppo Find Pro là một chiếc máy chính và nếu anh em nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm đến từ nhà Oppo thì có thể ghé qua hệ thống Di động Việt. Hiện tại thì Di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone tới từ thương hiệu Oppo với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Màn hình là một trong những cái điểm mà mình duy trì được cái mức độ hài lòng từ thời điểm tháng 2 năm 2020 khi mà mình được trải nghiệm và được cầm nắm vào cái chiếc Oppo Find 2 Pro và sau 8 tháng thì mình vẫn giữ quan điểm màn hình của chiếc Oppo Find 2 Pro là cái màn hình mang đến một cái trải nghiệm tổng thể xuất sắc nhất trong thế giới Android các bạn ạ. Khi các bạn cần một cái sản phẩm có độ chính xác màu cao đúng không? màn hình của chiếc Oppo Find X Pro với 10 bit màu nó vẫn có thể mang đến một cái mức độ trung thực cực kỳ cao với delta màu chỉ là 0.3. Còn với những bạn nào mà cần một cái màn hình thực sự là sống động để có thể là giải trí đa phương tiện á thì màn hình của Oppo Find X Pro vẫn có khả năng tinh chỉnh và đa tiện dụng đến như vậy và chưa kể là độ sáng màn hình của chiếc Find X Pro cũng rất là cao khi mà các bạn xem những cái nội dung HDR thì thậm chí nó có thể lên tới cái mức là hơn 1.200 nit nha các bạn. Còn khi mà các bạn sử dụng đơn giản bình thường á, thì độ sáng màn hình của nó sẽ rơi khoảng tầm là từ 500 và maximum sẽ lên tới là 800 nit khi mà các bạn ra ngoài trời nắng. Nghe đến đây thôi thì sẽ rất là nhiều bạn nói rằng là tại sao anh lại không đánh giá cao cái màn hình của chiếc Xperia 1 max 2 đúng không? Thì ở góc độ cá nhân của mình mình đã sử dụng qua cái sản phẩm đó đến từ nhà Sony rồi. Tuy nhiên có một cái vấn đề ở trên cái màn hình của chiếc Xperia 1 Max 2 mà mình không hài lòng lắm chính là độ sáng màn hình của nó quá thấp các bạn ạ. Hôm mà mình sử dụng cái chiếc Xperia 1 Max 2 á, mình chỉ cần ra ngoài trời sáng thôi chứ chưa đưa ra ngoài là trời ánh nắng nha thì cái màn hình đó nó đã tối thui luôn rồi. Và đó là lý do mình chưa đánh giá cao cái màn hình của chiếc Xperia 1 Max 2. Mặc dù là một vài những yếu tố khác thì màn hình của chiếc Xperia 1 Max 2 vẫn rất là tốt. Và đây cũng là một trong những cái màn hình đầu tiên trên thế giới có tần số quét 120Hz và sử dụng được ở độ phân giải màn hình cao nhất là 1440 nhân với là 3168 các bạn ạ. À. Đến bây giờ cuối năm 2020 rồi mà rất nhiều những chiếc flagship cũng không có và không thể làm được điều này nha các bạn. Và đó là lý do mà đến bây giờ mình vẫn cảm thấy là hài lòng với cái chất lượng màn hình mà chiếc Oppo Find 2 Pro mang lại cho mình. Và bên cạnh màn hình thì hiệu năng cũng là cái điểm mà mình cực kỳ hài lòng ở trên chiếc Oppo Find X Pro Tất nhiên rồi một chiếc điện thoại mà sử dụng cái với xử lý là Snapdragon 865 thì hiệu năng của nó mạnh mẽ là điều đương nhiên đúng không Nhưng có một thứ mà mình cảm thấy rất hài lòng ở phần hiệu năng á chính là nền tảng ColorOS các bạn ạ. ColorOS năm nay đã tối ưu hóa cực kỳ tốt và thời gian update là cũng rất nhanh luôn rồi. Nếu mà để so sánh với những cái đối thủ đến từ nhà Uh, mình không tiện cái tên đây không các bạn lại bảo là mình nâng bi hãng này và hạ bị hãng kia thì năm nay nền tảng ColorOS đã mang đến một cái sự ổn định rất tốt mình đã hỏi rất nhiều những cái bạn bè của mình đang sử dụng chiếc Oppo Find X thôi chứ chưa nói gì đến Find X Pro nha thì các bạn bảo rằng là năm nay ColorOS đã mang đến một trải nghiệm quá là tuyệt vời rồi thời gian update thì tháng nào cũng có bản update các bạn ạ à. không cập nhật tính năng mới thì cũng sẽ có thêm một vài những cái bản vá bảo mật hoặc là fix một vài những cái lỗi mà tháng trước đang gặp phải năm nay thì Oppo đã làm quá tốt với cái nền tảng này rồi và sau 8 tháng mình sử dụng á thì số lượng mà lần mà mình bị khự khự và bị đơ ở trên cái màn hình của chiếc Oppo Find 2 thì gần như là chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Rất hiếm khi mà nền tảng ColorOS làm cho mình cảm thấy hài lòng như bây giờ. Và bên cạnh đó thì nền tảng ColorOS năm nay cũng đã update phần mềm hệ điều hành Android 11 cực kỳ là nhanh chóng. Bây giờ thì mình cũng đã nâng cấp lên được cái hệ điều hành Android 11 này. Và cái chiếc Oppo Find 2 Pro này cũng đang hỗ trợ băng tần mạng 5G. Nếu những bạn nào mà chưa xem á thì hôm trước mình đã có một cái video chia sẻ rằng là các bạn bây giờ không nhất thiết phải mua một chiếc điện thoại hỗ trợ mạng 5G Nhưng tại sao video ngày hôm nay mình lại nhắc tới cái băng tần mạng 5G ở đây là cái gì? Là bởi vì mình là một reviewer, mình thường xuyên phải test rất là nhiều những cái video cho anh em á Thì việc mà sở hữu một chiếc điện thoại 5G để có thể là test 5G cho các bạn là một điều cần thiết Còn với người dùng cơ bản thì mình nghĩ rằng là 5G, 5G ở thời điểm hiện tại là không cần thiết các bạn ạ phải tới 522 khi mà hệ thống băng thông và hệ thống cơ sở hạ tầng 5G tại Việt Nam đi vào ổn định rồi á thì các bạn mới nên mua những chiếc điện thoại 5G mà thôi. Chỉ có một cái điểm mà mình không hài lòng lắm ở trong cái thông số kỹ thuật của chiếc Oppo Find 2 Pro chính là viên pin của nó hơn 4.000 mAh mang đến một cái trải nghiệm không thực sự là ổn cho lắm các bạn ạ. Nếu mà chúng ta sử dụng ở cái độ phân giải màn hình cao nhất và tần số quét là 120 Hz á thì mình chưa bao giờ xài đủ trong vòng một ngày. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có sạc nhanh 65W À đã nói đến sạc nhanh thì đây sẽ là cái lúc mà mình chứng minh cho anh em Là sạc nhanh nó không làm chai pin quá nhanh nha các bạn Bởi vì sau 8 tháng mình sử dụng chiếc Oppo Find 2 Pro á Thì mình thấy rằng là cái thời gian sử dụng pin của mình á Mặc dù là những cái tác vụ cũng y hệt như vậy Và viên pin cũng y chang như vậy Nhưng sau 8 tháng thì thời gian sử dụng pin thì mình thấy rằng là cũng chả khác gì so với ngày đầu cả Cho nên là việc mà anh em nào mà đang nói là sạc nhanh thì nó sẽ gây chai pin và nó gây hỏng pin Nhanh hơn thì đến bây giờ mình có thể khẳng định với anh em Là mặc dù có gây chai pin đấy Nhưng nó sẽ không quá nhanh như anh em tưởng được đâu Còn về chất lượng hình ảnh thì tính năng cho ảnh nhóm tu Là cái tính năng mà mình sử dụng nhiều nhất các bạn ạ Đặc biệt là trí thông minh nhân tạo ở trên chiếc Fight 2 Pro thì ngày càng cải thiện sau 8 tháng thì mình thấy rằng là nó cải thiện theo từng tháng luôn, theo từng những cái bản cập nhật phần mềm và nó ngày càng thông minh hơn. Chất lượng hình ảnh ví dụ như là về màu sắc này hay độ chi tiết hoặc là giải nhảy sáng thì mình vẫn đánh giá là Fight 2 Pro rất là tốt rồi. Mặc dù nếu để so sánh với một vài những hãng khác thì vẫn có cái sự thua thiệt ở đây, nhưng ở góc độ cá nhân của mình mình vẫn cảm thấy là hài lòng với cái chất lượng chụp ảnh auto ở trên chiếc Fight 2 Pro, đặc biệt là chế độ chụp ảnh chân dung. Ui công nhận là con máy này chụp ảnh chân dung rất ngon nha các bạn. Khi mà các bạn kể cả khi mà các bạn chụp ở trong một vài những cái điều kiện hơi thiếu sáng nhẹ hoặc là chụp ngược sáng thì chụp ảnh chân dung ở trên chiếc 2 Pro vẫn làm việc vô cùng là hiệu quả. Còn về một vài những cái tính năng khác với như là chụp đêm thì mình thấy rằng là nó cũng tương đối là ngon này, hay là khi mà các bạn vào trong cái chế độ là chụp ảnh chuyên nghiệp á thì cũng có rất là nhiều những cái chế độ để các bạn có thể là tinh chỉnh được rất là ấn tượng và khả năng mà thu âm ở trên chiếc Oppo Find 2 Pro á thì với cái việc là nó có tới 3 mic thu âm mà thì cái chất lượng thu âm cũng rất là tuyệt vời. Còn về cái chất lượng âm thanh thì mình cũng không có điểm gì chê được luôn. Đồn bà Asmod, loa kép Stereo quá tuyệt vời các bạn ạ. Bass rất tốt này rồi là âm lượng cũng cực kỳ là cao này và những cái giải âm khác nó vẫn tái tạo vô cùng là hiệu quả. hay nói nhiều quá thì các bạn cứ bảo rằng là mình đang nâng bi cho chiếc Fibe Pro nhưng công nhận là chiếc máy này quá ngon, thực sự luôn mình đã sử dụng 8 tháng vừa qua và ngoài cái việc là pin của nó hơi kém thì không có điểm gì mình có thể là chê trách được các bạn ạ Thực sự năm nay Oppo đã mang đến cho mình một cái sản phẩm là mình cảm thấy hài lòng ngay từ thời điểm đầu mà sử dụng cái sản phẩm này Tất nhiên sẽ chả bao giờ có một chiếc điện thoại nào là hoàn hảo hết cả Nhưng mà với cá nhân mình hiện tại phải X Pro là chiếc điện thoại mang đến một cái trải nghiệm tổng thể một cách thực dụng nhất và Oppo đã giữ đúng lời hứa sau 6 năm kể từ chiếc Oppo Find 7 và Find 7A thì họ đã tạo ra một chiếc điện thoại flagship đúng nghĩa đúng nghĩa thực dụng các bạn ạ Cực kỳ là tuyệt vời và không có điểm gì Ngoài cái thời lượng pin mà mình có thể là chê trách được À quên mất là về phần thiết kế nha Các bạn thấy rằng là thiết kế của chiếc Oppo Find 2 Pro sau 8 tháng mình sử dụng này Cái mặt lưng của nó được hoàn thiện bằng gốm các bạn ơi Và sau 8 tháng mình sử dụng thì không có điểm xước luôn đấy Không thể tin được bây giờ mình nhìn lại này Gần như không có bất kỳ một cái vết chảy xước nào Ở trên cái mặt lưng của chiếc Find 2 Pro Công nhận là mặt lưng gốm mà trên chiếc máy này chống chảy xước vô cùng hiệu quả à, Chỉ có cái là mặt, mặt trước á, thì mình không có dán thôi Cho nên là các bạn sẽ thấy là mặc dù là cũng có à, sử dụng kính cường lực ấy, nhưng mà nó cũng bắt đầu là xước giảm rồi và đó là những trải nghiệm của mình sau 8 tháng sử dụng chiếc Oppo Find 2 Pro và với cá nhân mình hiện tại nha Find 2 Pro là chiếc điện thoại Android mang đến một cái trải nghiệm tổng thể thực dụng và đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại còn các bạn, các bạn suy nghĩ gì về chiếc Oppo Find 2 Pro và các bạn đang sử dụng những sản phẩm nào? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu các thấy video này hữu ích, các bạn có thể là bật like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Các bạn giờ thì bye.